Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với trang lô KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cái ví phi tập trung Sonana. Nó chạy trên GAN Network Son. Rồi, thì quý vị hãy vào cái địa chỉ domain là solet.io này. Đó, ok chưa? Thì ở đây KTV đã vào rồi. Thì đây là cái giao diện chính khi quý vị vào cái trang web này. Đó. Và đây là cái dãy ký tự này. Quý vị phải lưu lại cái dãy ký tự này vào cái ổ cứng máy tính. Ok chưa? Rồi, quý vị chọn vào cái tích vào cái I have a saver này. Ok chưa? Quý vị chọn tiếp vào download backup. Đó. Đã download rồi. Ở đây KTV sử dụng cái trình duyệt web là Firefox. Cho nên là cái biểu tượng download nó ở phía bên trên này này, mũi tên này. Còn quý vị sử dụng trình duyệt Chrome của Google thì nó sẽ tự động tải về cái thư mục download ở trong ổ cứng máy tính. Rồi thì bây giờ KTV sẽ click vào cái biểu tượng tải về để lấy cái mã này. Đó. Thì nó chính là cái này này. Quý vị hãy open mở nó lên này. Đó. Ok chưa? Thì đây chính là cái private key và quý vị tuyệt đối phải giữ bí mật cái key này. Ok chưa? Còn cái này KTV chỉ test để chia sẻ với quý vị cái video, chứ KTV không có sử dụng cái private key này. Rồi bây giờ quý vị hãy copy cái private key này, ok chưa? Quý vị click vào continue này. Ở cái ô này, quý vị hãy dán cái private key mà quý vị vừa copy và lưu trong máy tính vào đây này. Đó. Rồi, quý vị chọn vào continue này. Ở cái bước này, cái ô thứ nhất, quý vị hãy đặt mật khẩu. Ô thứ hai, quý vị hãy nhập lại mật khẩu ở ô trên một lần nữa. Rồi, khi quý vị nhập chính xác cái cụm từ mật khẩu này, nó trùng nhau, thì nó sẽ có cái màu xanh ở cái Credit Wallet. Click luôn vào Credit Wallet này. Ok, vậy là cái ví Son đã được tạo thành công. Đó. Về cái vấn đề mà lạp root coin vào cái ví Son này, thì đây quý vị có thể chọn vào Son này, quý vị chọn resell để nhận này, và quý vị có thể copy cái địa chỉ ví của quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể lấy cái mã QR code. Ok chưa? Còn gửi thì quý vị chọn là send và quý vị dán cái địa chỉ ví nhận vào đây, rồi nhập cái số lượng, rồi quý vị chọn gửi. Rồi, còn cái vấn đề nữa là làm sao để add các token vào cái ví này thì nó hơi phức tạp. Quý vị phải có phí, phải có Son để làm phí add token. Đó, quý vị để ý đến cái dấu cộng này. Ok chưa? Ví dụ KTV ở đây không có phí nên là KTV không thể add được. Đó, thì KTV thử add cái serum này, add này, đó nó sẽ báo lỗi bởi vì không có phí. Ok chưa? Rồi, còn một cái vấn đề nữa, quý vị có thể chuyển Son từ tất cả các sàn lớn như sàn Binance, sàn Gate hay là sàn Huobi về cái ví này,
Bởi vì một số sàn lớn họ cũng đã hỗ trợ cái network của Son, nhưng mà chỉ riêng cái token Son thôi. Đó. Còn quý vị muốn chuyển các token khác như là USDT, USDC hay là cái Serum, hoặc là bất cứ các token nào nó chạy trên cái network Tron, thì quý vị chỉ có thể chuyển từ sàn FTX.com về. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái thời điểm hiện tại mà KTV đang chia sẻ video này, thì chỉ có cái sàn FTX là cái sàn hỗ trợ rất tốt cái network Tron này. Đó. Và tất nhiên sau này một thời gian nữa, nếu như cái đồng Son này khẳng định được cái vị trí của mình, thì sẽ có nhiều sàn họ mở cái network Son để cho quý vị có thể nạp rút thuận tiện hơn. Rồi bây giờ KTV thử vào cái sàn FTX này, chọn đến ví này. Đó, ví dụ KTV thử chọn cái đồng USD đi. Chọn vào rút tiền này. Chọn withdraw rút USDT này. Đó, thì KTV sẽ lấy cái địa chỉ ví Son và dán nó vào. Ok chưa? Copy ví này. Rồi, dán vào cái ô USDT địa chỉ này. Dán nó vào. Rồi, thì cái phí ở thời điểm hiện tại là không mất phí. Nhưng mà có một cái hay này. Quý vị chỉ cần dán cái địa chỉ ví Son vào, thì cái sàn FTX này nó sẽ tự động nhận cái network. Ok chưa? Đó, nó sẽ tự động nhận biết được cái network này là network Son, và nó chạy trên cái địa chỉ là Solet này. Ok chưa? Đó. Rồi, thì để KTV thử kiểm tra xem một số các đồng khác có thể rút ra qua cái cổng network là Son về cái ví Son. Đây, KTV thử kiểm tra cái đồng FTT này này. Chọn là lạp này. Đó. Thì ở đây cái sàn này họ đang hỗ trợ các điện network này, ERC20 là một này. BEP2 là 2 này. Đây. Son là 3 này. Đó, ok chưa? Thì ở đây quý vị mới thấy rằng hiện tại chỉ duy nhất là cái sàn FTX.com là họ hỗ trợ rất nhiều các token mà chạy trên cái network Son. Đó, ok chưa? Thì quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn FTX, quý vị hãy lấy cái mã đăng ký KTV để bên dưới video này để quý vị đăng ký và mua các token mà nó chạy trên cái network Son từ cái sàn này về cái ví Son. Rồi, quý vị để ý đến cái từ account này. Quý vị có thể thoát hoặc là xóa cái ví này đi. Rồi thì quý vị hãy lấy cái private key copy này và dán nó vào đây. Quý vị chọn delete để xóa ví này. Đó. Thì cái ví sẽ bị xóa hoặc là thoát. Nhưng dù có xóa ví đi, nhưng cái dữ liệu hay là cái token mà quý vị lưu trong ví thì nó sẽ vẫn còn, nếu như quý vị còn giữ lại cái private key. Ok chưa? Rồi thì bây giờ KTV lại lấy cái private key đó và đồng bộ lại. Đó, quý vị chọn vào cái Restore Existing Wallet này. Đây, cái ô thứ nhất quý vị hãy dán cái private key mà quý vị đã lưu vào. Rồi, cái ô thứ hai quý vị nhập mật khẩu. Ô thứ ba quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, quý vị chọn like này. Quý vị chọn red to này. Đó,
thì cái ví và tất cả dữ liệu trong ví nó sẽ lại được đồng bộ. Ok chưa? Thì quý vị chỉ cần kiểm tra xem cái địa chỉ ví này nó đúng như cái địa chỉ ví ban đầu là chính xác, là đã được đồng bộ. Ok chưa? Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây.